cái nhà này là giống trong cái hình con bé nó gỡ rồi. Mà về ở đây nhà nào cũng giống nhau, không biết nhà nào, cái số quên mất tiêu, thiệt tình. Đi coi cái miếng giấy bỏ vô trong túi mà rút tiền mua đồ, giờ rớt bất kỳ địa chỉ, không biết sao tìm nữa trời. Phải ông ta vô lộn, người ta quánh chết nữa. À, dạ, chào chị. À, chào ông anh. Chắc giờ ông anh là cái người không phải ở khu vực này. Chắc ở đâu tới phải không? Dạ, tôi ở dưới quê tôi lên, sao chị biết hay quá vậy? Trời ơi, giờ em thấy bây giờ mà còn ôm cái vỏ đệm rồi tôi biết rồi. Dạ. Nói nghe nè, tôi tìm nhà hả? Dạ, tìm nhà. Tôi là, địa bàn này là của tôi à. Ông anh nói, kiếm ai nói một tiếng là tôi chỉ cho. Chị là trùm cái địa bàn này hả? Trời ơi, giờ em tưởng tôi là người máu mặt à, không phải. Trời ơi, địa bàn có nói là ở cái khu phố này tôi rành hết trơn á trọi à. Dạ là chị ở lâu chị rành cái khu đúng phố đúng rồi, kiếm ai nói đi tôi chỉ cho. Chị nói địa bàn tôi hết hồn, tôi tưởng chị máu mặt không. Dạ, chị cho hỏi thăm cái nhà chị Tám á, ở đây phải không? Trời ơi, nhà bà Tám hả? Dạ. Bà kế bên tôi nè. Là trời, kế bên hả? Hàng xóm của tôi đó. Ôi vậy hả? Ừ. Vậy mà không có chị thôi, bây giờ tìm tới chiều cũng không ra nữa. Tại cái chỗ đây nhà nào cũng giống nhau giống phải không? À. Không sao, bà đó. Dạ. Qua bển đi, thôi chúc hai người vui vẻ ha. Dạ. Gặp nhau nói chuyện vui vẻ. Biết chị vậy, ở kế bên bữa nào mời cà phê chị. Trời ơi, có gì đâu. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi. Dạ. Đi tới lui lẩm bẩm nhần khùng vậy. Đang suy nghĩ. Tự nhiên là bây giờ tôi muốn là làm một bài thơ để tôi tặng cho bà đó. Trời ơi, nữa hả? Gì vậy hả? Nãy giờ tưởng đâu ông toan tính cái công chuyện làm ăn gì đó cho nó ra tiền ra bạc. Phải chứ ông hỏi tôi là em ơi em có muốn anh tặng cho em một chiếc nhẫn hột xoàn không? Thì tôi ừ liền. Còn tặng thơ thôi tôi làm ơn đi, tôi sợ quá, tôi khổ quá khổ rồi. Cái gì? Khổ quá khổ rồi hả? Ừ. Tự nhiên mà lại than mình khổ quá khổ. Tôi sẽ làm một bài thơ tứ khổ để tặng cho bà. Xong khổ đầu tiên là khổ thứ nhất. Đến khổ tiếp theo là khổ thứ hai. Qua khổ thứ ba. Đến khổ cuối cùng. Xong bốn khổ thơ. Hay, hay quá mà. Trời ơi, ông đọc thơ xong rồi tôi nghe tôi muốn đánh người. Tôi muốn giết một người nào đó trong căn nhà này. Người đó là ông đó. Ông nghĩ sao vậy? Bây giờ tôi tặng thơ lại cho ông luôn nè. Hả? Tôi ứng thơ lại cho ông luôn nè. Bài thơ bốn khổ của tôi. Khổ thứ nhất, hôm nay khỏi ăn cơm. Khổ thứ hai, hôm nay khỏi có tiền quà. Khổ thứ ba, hôm nay chở tôi ra chợ đứng bán. Khổ thứ tư hả? Nếu tôi bán không được về, ông biết tay tôi. Trời ơi. Bao nhiêu thơ của ông trong cái nhà này tôi xé hết. Trời ơi, chắc đây là gia đình chồng của con bé rồi. Ủa gia đình nhưng mà vợ chồng không thấy tôn trọng lẫn nhau. Mà ông chồng có vẻ nghệ sĩ qua làm thơ làm văn đây. Nửa nhỏ về làm dâu chắc khổ chết luôn. Sao mà không biết chọn chỗ về con ơi là con, thiệt tình. Ê nè, nè, xé đi. Xé cho đã đi, muốn xé lớn, xé nhỏ, xé to vậy đó. Xé để đồ ăn luôn cái bài thơ của mày đây. Hả? Trời ơi, nhìn cái gia đình của người ta thấy mà phát ham luôn. Người ta lo ta kiếm cách sao ta làm giàu để cho gia đình của người ta hạnh phúc. Còn cái gia đình này nè, tối ngày giống như cái nồi cháo heo vậy đó. Hả? Chịu không có đợi. Để ta đi qua bà thăm hả? Tôi kiếm bà tôi chơi. Cổ mấy tôi đi quýnh, tôi sắc với bà còn vui hơn. Ở cái nhà này hả? Giống như ở tù vậy đó. Ê, má này chắc là bà Tám mà. Bà nội gì đó. Trời ơi, vậy mà con nhỏ về dưới nó cứ khen một hiền hai hiền, bà nội này bà nội nọ hiền lành dễ thương lắm. Trời đất ơi, cũng may phước là bữa nay mình lên đây nha, mình kiểm tra đột xuất về mới thấy cái tình trạng vậy chứ mình mà lên mình báo trước là đâu bao giờ ta cho mình thấy cái cảnh này đâu. Hên ha, chứ không thôi con bé mình làm dâu lộn chỗ là tiêu đời luôn. Ê thằng chạy già kia. Ê, dạ. Làm gì, làm gì dòm dòm hả? Dạ tính dòm nặng coi trong nhà tôi không có người đang ăn trộm ăn cắp phải không? Gì? Bà nói ai ăn cắp? Nói đây! Tôi nghèo nghèo vậy á, chứ không có ăn cắp của ai đó. Chỉ có mấy người mới ăn cắp của tôi thôi. Mấy người tính ăn cắp cục vàng cục ngọc của tôi chứ gì. Trời ơi, đụng cái cửa chút mà làm thiệt ghê.
Nội ơi, nội ơi, nội ơi. Trời ơi bé, sao vậy trời? Nội ơi. Trời ơi bé, sao tới nhà rồi không mở cửa đi vô mà đứng ngoài này khóc vậy? Đi vô nhà. Con không vô được nội ơi. Sao vậy? Kể từ nay hai nội cháu mình nghìn trùng xa cách. Nói bậy bạ. Trời ơi, con nhỏ này nó nói cái gì vậy trời? Nội ơi. Cái gì? Con thương nội lắm. Nội biết. Con muốn ở gần nội lắm. Ừ, sao vậy? Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh của con không cho phép nữa. Trời. Mọi chuyện chấm dứt rồi nội ơi. Bậy bạ. Cái gì mà mọi chuyện chấm dứt? Nói cái gì nãy giờ nó nói gì tôi không hiểu. Cái gì mà nghìn trùng xa cách? Làm như là con không ở nhà này nữa là hả? Con đi đâu? Nói cái gì vậy? Nội ơi. Sao? Con muốn ở nhà lắm. Thì cứ vô. Nhưng mà có người không có cho con ở đây nữa. Ai? Ai có quyền hạn gì mà không cho con ở đây? Nội đã cho phép con thì con vô nhà chứ con nói cái gì vậy? Ai? Ba con. Ba con? Dạ. Trời đất ơi, sao mà chia nguyên rẻ thúy? Ba con sao mưa nắng thất thường vậy trời? Ba con bây giờ không có cho con ở đây nữa. Ba con nói ngôi nhà này là một ngôi nhà không hạnh phúc. Gia đình này là một gia đình lộn xộn và phức tạp. Còn bà nội thì hung dữ. Trời đất ơi. Dạ, nguyên văn lời ba con không phải là con nói nha. Bà nội với ba con có gặp nhau lần nào đâu mà tự nhiên nói bà nội hung dữ mà nhà này phức tạp. Trời, nhà tôi là gia giáo đàng hoàng. Tôi thì không giàu có hơn ai. Nói tôi nghèo thì tôi chịu. Nhưng mà nói gì vấn đề gia giáo là tôi không chịu à. Dạ. Con để ý, con ở cái nhà này con biết. Thằng Hoàng dạ. Nó lớn vậy đó. Ha. Đó, nó có con lớn vậy đó. Sắp sửa có dâu rồi mà hễ mới làm sai là bà nội bắt nó khoanh tay. Nói chuyện cái đàng hoàng mà nói nhà tôi gia không gia giáo là sao? Nè nè. Bây giờ trước nhất bà nội hỏi nè. Thằng Thượng nó gặp ba con chưa? Dạ đương nhiên là rồi chứ nội. Nhưng mà thái độ của ba con đối với thằng Thượng sao? Thì ba con thích anh Thuận lắm. Ba con phải thích anh Thuận thì ba con mới cho con lên đây chứ. Nhưng mà sao kỳ cục vậy? Ba con đã thích thằng Thượng rồi mà tại sao giờ ngăn cản không cho quen nhau, không cho vô đây làm dâu? À, thôi bà nội hiểu rồi. Sao nội? Có nghĩa là ba con thương thằng Thượng mới đầu cho tính hai đứa lấy nhau. Dạ. Nhưng bây giờ ba con đã gặp cái mối khác ngon lành hơn cái nhà này, cho nên muốn chia quyên rẻ thúy để bắt con lấy người khác, không phải lấy thằng Thượng đúng không? Chê thằng Thượng nghèo đúng không? Dạ không phải. Ba con vẫn rất là thương anh Thượng, nhưng mà chỉ là ba con không có thương nhà mình. Không thương nhà mình là sao mà nội cũng chưa hiểu? Ba con nói là bây giờ con đẹp như vậy thì sẽ dễ vô cái tình trạng là hồng nhan bạc phận. Nếu con làm dâu nhà bà nội là con sẽ khổ, khổ cả đời. Và lúc đó thì ba con sẽ không chịu nổi, nhất là bà nội sẽ hành hạ con, bà nội hung dữ quá. Rồi theo là ba con nói như vậy con cũng không biết nữa. Nhưng mà ý kiến của con đối với bà nội đối với con sao? Bà nội thương con. Bà nội có hành hạ con không? Dạ không, mà ba con không tin. Trời đất ơi, thiệt tình. Mà tôi có gặp bà nội có gặp ba con lần nào đó mà nói bà nội này nọ nọ kia chứ trời ơi. Con cũng không biết nữa, thì ba con nói con vậy rồi bắt con đi về quê luôn rồi nè, giờ. Nè nè con, theo bà nội nghĩ á, dạ. Chắc khi mà ba con dưới quê lên đây á, dạ. Là ba con đi vô cái khu phố này rồi ai ghét nhà bà nội. Nghĩa là thấy bà nội đẹp không ưa, cho nên nói gì lý do đó cho ba con đã tiêm vô đầu. Nghĩ là nhà bà nội một cái gia đình phức tạp, gia đình gây gỗ, ồn ào, cháu con không ở nổi cái bà này. Nói bà nội rất là hung dữ. Nhưng mà con thấy bà nội có hung dữ không? Dạ không. Bà nội rất là lịch sự đúng không? Dạ không. Ê, dạ đó, dạ con. Vì sao vậy ta? Tôi không hiểu lý do gì sao mà ổng chưa có gặp tôi mà ổng không cho con nhỏ này lên đây làm dâu. Con không biết nữa nội ơi, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay con tới đây là con muốn từ biệt nội. Tại vì bây giờ nếu mà con còn tiếp tục con tới gặp nội là ba con sẽ cạo đầu con đó nội. Tóc con cũng đã không nhiều rồi, ba con cạo đầu con là con không còn mặt mũi đi đâu nữa. Yên tâm. Dạ. Ba con mà cạo đầu con, bà nội mua tóc giả cho con nội. Rồi, yên tâm. Đấy, bây giờ mình là ba con nó lên thành phố rồi phải không? Dạ. Bây giờ ba con ở đâu? Dạ. Chắc bà nội tới gặp ba con. Hỏi cho rõ ràng tại sao chưa gặp mặt tôi mà lại ngăn cả không tình duyên của hai đứa nhỏ. Khỏi dắt khỏi. Đứng lại. Dám trốn. Trốn ba lên đây. À, bên đó chịu không nổi bây giờ qua đây lánh nạn rồi phải không? Đâu có à, đâu mà. Mày đi về sớm trước khi gặp bà quỷ cái đó nghe chưa? Nè, nhà mình hồi xưa giờ có thể nghèo đói chứ không có vụ mà xách gói theo trai kiểu này các mày. Không, không,
Ba cho con ở với anh Thuận với bà nội đi. Đâu có, bà nội đâu có ăn hiếp con đâu. Trời đất ơi, tao nó không ai ngu như mày hết trơn. Hết ngõ lửa lửa vô cái nhà gì mà tao nói vậy thiệt chị á. Cái nhà nó lộn tùm phèo. Cái nhà mà vợ chồng gây lỗ suốt ngày. Chồng không tôn trọng vợ, vợ không tôn trọng chồng. Tao nói nó như một cái nồi cắm heo. Nhất là cái bà nội nội gì đó ha. Cái bà nó không ra gì luôn. Tao nói cha mẹ nó còn gây gỗ nhưng mà còn đỡ ha. Ba còn cái bà nói nữa. Nói mày bà giống như một bà điên như bà ăn nói tào lao sầm sàm bà đếp mà bà nói tao nói bà hung dữ cái mỏ bà còn hơn bà chằn lửa nó mà biết bà vậy bà la sát không là bà còn gấp mấy mươi lần cái bà la sát. Ông anh cho tôi hỏi thăm, ông anh nói như vậy chắc ông anh rành bà nội thằng Thượng lắm. Chắc phải không? Tôi rành như cái lòng bàn tay tôi vậy đây. Trời ơi, vậy là thân tình quá rồi, biết rõ quá. Biết rõ. Dạ, rồi bà nội thằng Thượng trong lòng bàn tay của anh á, đối xử với ông anh sao mà ông anh bực dữ vậy? Không có hai đứa nhỏ lại tới nhau. Đó, thì cái vụ bữa trước tôi đi tìm nhà chị nhớ không? À. Chị chỉ tôi qua nhà bà chứ đâu. Đúng rồi. Mới cái vừa để cái tay lên cái cửa bà chửi tao sắp mặt luôn. Bà nói tao là ăn trộm ăn cắp gì nhà bà. Mà cái tướng bà về mà ăn trộm ăn cắp cái mặt bà thì đàng hoàng nghèo chứ cái mặt đàng hoàng nhà bà cái ăn trộm cắp nhà bà tao chịu đời nổi. Bà chửi sắp mặt luôn chị. Ô bà đó quậy quá, phải hỏi ta đàng hoàng đúng không? Bà gì? Bà nội ông Thượng đó hả? Bà nội ông Thượng đó. Bà nội ông Thượng là đây nè, bà Tâm đây nè. Hoàng Thị Tâm là bà nội thằng Thượng. Nhà tôi ở đây ha. Ủa thiệt, đây mới là bà nội ông Thượng hả? Nãy giờ con ngăn ba ngoài luôn á, không hiểu bà đang nói gì luôn á. Này là bà nội anh Thượng nè, bà Hoàng Thị Tâm đó. Tôi có hung dữ không? Tôi có mạt sát ai hôn? Tôi có chửi ai hôn? Dạ. Mà ông anh chửi tôi sắp mặt như vậy, nó còn nói rành bà nội anh Thượng như trong lòng bàn tay. Tôi đây nè, bây giờ rành, bây giờ nói đi, chửi tôi đi. Dạ, xin lỗi bà chị, tôi bị lầm. Nguyễn Văn Lâm mày. Nguyễn Văn Lâm thì bữa ở ông anh á, tôi thấy ông anh nước lớn ngớ, tôi mới hỏi là kiếm nhà ai tôi chỉ cho. Dạ. Thì ông anh hỏi nhà bà Tám thì tôi chỉ, bà Tám là lối xóm của tôi. Lộn tên. Cũng mày không à. Sao tên con? Mày nhắn cái tin về bà nội Tám Tám là Tám chứ đâu nữa. Bà sao? Thì con nhắn là Tâm mà, nhưng mà tại vì con không biết nhắn có dấu thì nó thành Tam thôi. Thì nó thành Tam thôi. Trời ơi, Tam là thường thường, ta nghĩ Tam chứ bà nào mà tên Tam, Tam Tam mát mát ha. Tam là bà, đàn bà thì Tam là Tám, tôi nghĩ vậy thôi. Mà con cũng đâu ngờ là ba lên đây rồi ba gặp bà Tám đâu. Trời, chị tôi gặp bữa đó tôi sợ luôn. Tôi về tôi nhất quyết là không cho con nhỏ này là làm dâu luôn. Trời ơi, con gái bả thì hung dữ giống má. Còn thằng rể này như cục bột mà dạ. nhà nó vui lắm. Dạ. Ngày nào mà không nghe chửi thì làm như dạ. Tôi thiếu cái gì á. Thôi không sao. Nói chung đây là sự hiểu lầm thôi. Rồi giờ biết tôi là bà nội chồng rồi đó. Chồng mà là bà nội của ông Thượng rồi, có bị có chia quyên rẻ thuế tụi nó nữa không? Dạ không dám. Dạ vậy thôi cho tôi xin lỗi chị. Không phải. Con xin lỗi bác. Thay đổi lẹ dữ vậy. Thôi dạ. hiểu lầm. Dạ không biết chứ còn nhà này là kiểu liền. Nói cho nghe, không biết là không có tội. Dạ. Thôi giờ biết rồi, thôi mời vô nhà đi. Dạ. Mình ngồi mình nói chuyện, mình uống nước đàng hoàng để coi cái bà nội của ông Thượng có lịch sự hay là bà la sát. Dạ.